Ý nghĩa của phong tục đầu năm mua muối. Dân gian quan niệm, muối có màu trắng, có ý nghĩa tinh khiết, sạch sẽ và có sự kết tinh. Muối có thể hiện sự thắm thiết mặn nồng của tình cảm đôi lứa. Vì vậy, đầu năm mua muối bày tỏ mong muốn cả gia đình thêm gắn kết, con cái và cha mẹ yêu thương nhau, vợ chồng hòa thuận. Hơn nữa, vị mặn của muối có thể xua đuổi tà ma, chống xú uế, giải xui, đem đến năm mới ngập tràn may mắn. Hiện nay tại nhiều địa phương trên nước ta, nhất là tại đồng bằng Bắc Bộ, người dân vẫn duy trì tập tục sáng mùng 1 hoặc sau giao thừa mua muối. Họ quan niệm rằng mua muối đầu năm sẽ đem đến may mắn cho gia đình, không khí gia đình mới êm ấm hòa thuận. Các chuyên gia phong thủy cho rằng khi gia chủ mua muối đầu năm, nếu gia chủ muốn cầu mong năm mới tiền bạc nhiều như nước thì góc nhà hướng đông nam là vị trí đặt bát muối tốt nhất, vì đây cũng chính là cung tài lộc. Hơn nữa nên thay bát muối một lần sau 2 tháng.